Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dương Cô Nương. Như các bạn đã biết đấy, thời gian gần đây thì dịch Corona xuất hiện rất là nguy hiểm. Chính vì thế, đồ ăn, đồ uống, cái gì cũng tăng giá. Đã thế, bố mẹ mình dạo này lại đi công tác suốt ngày, để lại cho mình một ít tiền. Tính đến thời điểm bây giờ thì mình đã tiêu hết sạch xanh xanh rồi. Mình còn phải bán hết tất cả đồ đạc trong nhà đi ấy. Bây giờ chả còn cái gì còn gì. À, còn mỗi cái máy tính này với lại với cái đèn. Đấy, còn mỗi cái hai thứ này để làm clip cho các bạn xem. Nên là mình đã phải quyết định là sang nhà hàng xóm để ăn trộm. Các bạn cùng theo chân mình xem mình ăn trộm chuyên nghiệp như thế nào nhá. Đây, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đây chính là ngôi nhà mà mình chuẩn bị ăn cắp. Đấy, ngôi nhà này thì khá nhỏ và khá đơn sơ. Nhưng mà không sao, nếu mà ăn cắp thì cũng phải được mấy bữa no đấy. Ồ đây đây đây. Đây chính là mình được ngụy trang, các bạn thấy không? Một quả đầu trọc chuyên nghiệp của một người ăn cắp. Ăn cắp thì nó cũng phải ra dáng ăn cắp đúng không? À từ từ, mình cũng phải xoay ngược lại mũ cho nó ngầu. Đấy, ra dáng ăn cắp chưa? Không được để bộ mặt hiền lành đi ăn cắp được đâu. Đấy, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào luôn ngôi nhà này. Ngôi nhà này mở cửa toang hoang, như kiểu là mời anh sơi. Ok, đã mời. Anh có lòng em có dạ này. Ôi giời, vào lấy luôn. Không được gì, ôi giời, có cả đồ ăn luôn này. À, vừa được tiền vừa được đồ ăn no ngay từ bàn đầu tiên. Đấy, ok. Mình đã trang bị hẳn cho mình một chiếc ô tô chạy siêu nhanh. Chỉ cần ra một phát vẫy cạnh, vẫy tay ấy, thế là được đi luôn. Đấy, không phải là đơn giản mà mình nghĩ được ra cái kiểu ăn cắp đâu. Ăn cắp mà các bạn cứ làm cái con xe đạp hai cẳng ấy là chỉ có bị bắt thôi đấy. Đã ăn cắp là phải dùng ô tô. Thấy chưa? Kinh nghiệm của người cắp. À, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang ngôi nhà thứ hai. Ngôi nhà này thì nó khá là xa. Nó ở ngay bên trái nhà mình. Đấy. Nên là mình biết hết tất cả những vị trí chắc địa của ngôi nhà này. Sao? Nhà này bây giờ thuê hẳn một anh cảnh sát. Wow. Cảnh sát mà to à? Mình vào ăn cắp mấy lần rồi. Anh không mà bắt lần rời đấy. Ok, các bạn hãy nhìn mình ăn cắp này. Đấy, cho tiền vào đây. Thấy chưa? Mỗi một lần mình dừng lại thì mình sẽ có một cái bìa cắt tông nó che đậy đi. Đấy, nên là anh cảnh sát này cũng có soi đèn kiểu gì cũng không nhìn thấy mình đâu. Nào, bộ bàn ghế được bao nhiêu tiền? Ồ, nhiều tiền phết đấy. À, định soi á, định soi á. À đây, mình có cách này. Hay hơn, mình sẽ đi đằng sau cái anh cảnh sát này. Đó, anh đi đâu mình đi đâu đấy. Không bao giờ anh biết luôn. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Ôi, tôi chết rồi. Ô, chạy. Ôi trời ơi, mình thuê được cái đội ngũ lái xe này khá là ok đấy. Hiểu ý. Vừa ra một phát vẫy tay đi luôn. Anh cảnh sát ấy không bắt được. Hợp lý đấy, được. Nào, mình phải chơi lại thôi. À, dừng. Từ từ đã nhá. Chú bình tĩnh. Đấy, rồi. Ôi, tôi chết rồi. À, thôi. Cảnh sát gì mà được phép giết người như này luôn á. Mình bị đổ máu luôn rồi. Không sao. Sau hai lần mình đã có kinh nghiệm là mình không nên đi ăn cắp, mà mình sẽ phải đi ăn cướp. Đúng rồi. Ăn cắp mình không thích đâu. Ăn cướp mình thích ăn cướp hơn. Cướp trắng trợn trước mặt anh ta. Nào sao? Giỏi, soi đèn vào đây đi. À, anh soi thì em cũng phải trốn thôi. Mình được cái là to mồm nhưng mà mình cũng hơi run đấy. Nào. Ôi giời. Ui, két sắt. Ui, két sắt gì mà vàng không để trong két sắt mà lại để lên trên thế này. Đã hiểu sinh ra két sắt để làm gì nữa. À, đây. Một chiếc chìa khóa vàng. Rồi, ok. Nào, chú ơi, chú đi đâu? Ôi, chú đi đâu? À, may quá. Chú này, chú không biết gì. Rồi, lấy. Ok, ok. Mà mình thật sự không hiểu. Thuê hẳn một người cảnh sát về nhà để canh đồ, mà cuối cùng mình khuấy sạch, không làm gì được mình. Ờ, lạ ghê. Thuê ông này chắc là rẻ tiền đấy mà. Nào, đây là một nhà hàng sang trọng mà mình thường xuyên đi ăn. Mặc dù là mình không có tiền nhưng mà mình rất thích đi ăn nhà hàng sang trọng. Thế nên là bây giờ mình mới phải đi ăn cắp đấy các bạn ạ. Ai, ok, một bàn đầu tiên mình đã lấy được. Nào,
ông cảnh sát này hình như cũng ngu như cái ông cảnh sát vừa nãy ấy. Đấy, đâu có biết cái gì đâu. Đấy, vào người ta khuấy này, lấy liên tục luôn. Đấy, đảo mắt này, ôi giời ơi, mắt mình được cái là vừa mọc đằng trước vừa mọc đằng sau gáy. Dê, ok, nhà chả còn một cái gì luôn đấy. Ô, mình được nâng cấp, mình được hẳn một chiếc ba lô. À, ba lô to hơn thì mình sẽ ăn cắp được nhiều hơn. Được đấy, ok, ba lô này sinh ra là để cho mình rồi. Nào, chú này làm sao? Chú có biết là cháu bây giờ được có ba lô to hơn rồi không? Ui, ông này ngu thật sự luôn. Ông ấy dừng lại đúng cái hộp của mình mà ông không thèm lật lên để kiểm tra. À, ông này ngu quá. Chú ơi, cháu nghĩ chú không nên làm cảnh sát đâu. Chú cũng nên đi ăn cắp như cháu đi. Cháu dạy cho. Cháu có đủ bí quyết để ăn cắp đấy. Không hề biết. Dê, chiếc xe mình đi nhanh như một tên lửa. Ô, chả hiểu sao có 2 sao nhỉ. Mình ăn cắp chuyên nghiệp thế cơ mà. Ok, chơi lại nào. Wow, mình đã nhìn được một đống vàng ở trong nhà kho rồi. Ok, vậy thì mình sẽ bỏ qua hết tất cả, mình chỉ lấy vàng thôi. Đấy, vàng đây rồi. Nào, lối vào vàng đâu. Ông này lùi ra cho người ta ăn cắp cho nào. Đấy, được rồi, được vào rồi. Ngồi trong nhà kho đây rồi. Các bạn nhìn thấy chưa, nhiều vàng kinh khủng luôn ý. Lấy này. Ông này, nhà kho mà để mình ăn cắp thế này thì có chết không nữa chứ. Nào, ôi, phải đi cẩn thận thôi, ông này đang đến đây rồi. May quá, không biết được rồi, lấy luôn chiếc chìa khóa chạy ra ngoài, chuồn. Ồ, 360 kế chuồn là thượng sách. Đấy, được rồi, ok. Mình từ nãy giờ mình tính sơ, số tiền mình ăn cắp được chắc là cũng phải no cả đời đấy. Nhưng mà mình lòng tham vô đáy, mình vẫn tiếp tục ăn cắp các bạn ạ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đây, một ngôi nhà mới này. Ngôi nhà này có rất là nhiều vàng. Có hẳn ghế vàng luôn. Ui ôi nào. Nào, chú cảnh sát này. Ui, mình ăn cắp được nhiều chưa này. Ôi giờ mình mới để ý nhá, ông cảnh sát này không có mắt các bạn ạ. Bảo sao mà mình ăn cắp liên tục mà chẳng biết gì. Ôi giời ơi, hóa ra là không có mắt. Hoặc là có mắt thì cũng như mùi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình ăn cắp chuyên nghiệp rồi. À, mình đến một con đảo hoang. Nơi đây có rất nhiều thuyền. À, chạy, Trung ơi, cứu cháu. Ok, mình phải nói là mình công nhận mình chạy nhanh như một cơn gió. Wow, ông ấy chắc là bất lực lắm đây này. Ông đang chắc là chửi mình. À, biết ngay mà, sau cú chạy vừa rồi ông đã gọi thêm đồng đội. Bây giờ có tận 2 anh cảnh sát. Nhưng mà mình biết lối rồi, mình sẽ đi từ từ thôi. Này, thứ nhất. Đây là cái gì? À, đây như là cái bể bơi. Nào, chú này đang đến đây. Tránh nhá. Đấy, đúng rồi, đi phát là phải khuấy luôn. Mình học được cách ăn cắp chuyên nghiệp nên là phải hết sức nhanh. Ôi, tôi chết rồi. Sao mình giỏi thế nhỉ? Trước khi bị bắt mình còn khuấy được nốt tất cả đồ còn lại cơ. Ok, bây giờ lại được thêm một chiếc ba lô nữa. À, nâng cấp 2 lần ba lô thì phải nói là mình ăn cắp được rất nhiều luôn đấy. Rồi, vào nào. Đây là một văn phòng làm việc nên là mọi thứ trong văn phòng nó rất là đáng giá. Kể cả là cái chiếc ghế này thì cũng có tiền đấy. Đấy, nào, ăn cắp luôn tài liệu. Tài liệu bán đi được đống tiền giấy vụn đấy. Này, ôi tôi chết rồi. Thôi chú ơi, cháu đã ăn cắp được cái gì đâu, thôi bắt mình rồi. Hai ông nó khác, bảo mật cao quá. À, lần này tưởng là bắt được mình một lần nên là bớt cảnh giác đi, chỉ còn có một người thôi. Một người thì anh chấp hết. Này, vào luôn, khuấy luôn. Đấy. Nào,
đấy, mình dạy các bạn cách ăn cắp này. Trước tiên là mình cần phải trêu ngươi. Mình cứ xuất hiện trước mặt nhưng mà cuối cùng mình ăn cắp rất là nhanh á. Đấy được rồi. Wow, lần này mình được. Đây là món quà. Tiền, 250 đô, 800 đô và cuối cùng là 250 đô. Mình giàu to rồi. Pha này thì cần gì đi ăn cắp nữa, ở nhà thôi, ở nhà ăn vàng mà sống. Oh. Wow, cái ngôi nhà này nó giàu quá các bạn ạ. Đến cái ô mà nó cũng làm bằng vàng luôn. Bảo sao có tận hai anh cảnh sát. Này, cảnh sát nhưng mà cảnh sát nó lại mắc cái bệnh hơi ngu. Ăn cắp lại không biết lỗi mà bắt mình thế, buồn cười. Ơ trời ơi. Nào. Ôi giời. Ôi, may quá. Soi đúng vào chỗ mình mà lại không bắt được. À, thấy chưa, mình bảo ông mấy ông cảnh sát này là ngu là mình không nói điêu đâu. Ngu thật đấy. Đấy, thấy chưa. Ai đời thuê tận hai ông cảnh sát mà để mình khuấy đồ thế này có chết không cơ chứ. Đấy, à, nhà không còn cái gì cả. Rồi, wow, nhà này mình cướp được tận 269 đô. Giàu chưa. À, một ngôi nhà mới. Đây là mình đã phải đi xa hơn rồi đấy. Mấy cái nhà xung quanh xóm mình ăn cắp hết sạch rồi. Bây giờ mình phải đánh bắt xa bờ, mình ra đến tận đầu phố. Và đầu phố này là một ngôi nhà khá là giàu đấy. Nào, giàu thì mình cũng ăn cắp được. Đấy. Nào đó. Ôi chết 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 chạy được rồi. Ok. Sướng quá. Mỗi lần mình chạy được mình cảm giác như kiểu là mình vừa được làm một cái kỳ tích gì đó. Đấy. Lần này có hẳn 3 chiếc xe ô tô để phục kích sẵn chờ mình ăn cắp xong là chỉ việc leo lên xe thôi. Đấy. À không phải. Ô tô là nhà của người ta, mình được phép ăn cắp ô tô. Ôi, các bạn biết đấy, nếu mà ăn cắp một con ô tô thì giàu đến cỡ nào. Đấy, vậy thì mình giàu lắm rồi đấy. Sau pha này mình nghĩ là mình không nên đi ăn cắp nữa đâu. Mình nhiều tiền quá rồi đấy. Thôi chạy thôi, trước khi ông bắt. Ta-da, ok. Vậy là mình đã ăn cắp xong ngôi nhà này rồi. Các bạn thấy thế nào? Thấy mình ăn cắp cũng được không? Được của nó đấy. Nếu mà các bạn muốn ăn cắp như mình thì hãy liên lạc với mình. Mình sẽ chỉ cách ăn cắp một cách chuyên nghiệp nhất. Đào tạo. Phải gọi cái khóa học này là cái khóa ăn cắp đỉnh của đỉnh luôn. Ok, nếu mà các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một like, một comment. Đừng quên là ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông bên cạnh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye các bạn. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo.